Chương trình từ nhà đến trường do tiến sĩ Lê Nguyên Phương và người dẫn chương trình Đảng Hoàng Quân phụ trách, hàng tuần trên Đài Người Việt TV xin kính chào quý vị. Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu và thảo luận về những vấn đề tâm lý, giáo dục trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi tên là Đảng Hoàng Quân, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi Lê Nguyên Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình Người Việt TV. Thưa tiến sĩ, hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để giải đáp một số thắc mắc của quý khán giả đã gửi đến cho chương trình. À, câu hỏi đầu tiên do một khán giả đã gửi đến vào hòm thư của chúng ta, thì cô khán giả có nội dung như thế này ạ. À, thưa ông, ông cho tôi hỏi một vấn đề hiện nay những người xa xứ như tôi gặp phải, đó là trường hợp trong một gia đình rất ư đàng hoàng, mẫu mực, nhưng họ lại có những đứa con mà theo bạn bè mặc ăn mặc rất là quái dị ví dụ như là ăn mặc quần áo rách này đầu tóc cắt lạ lùng quần áo sấp xích mà bất cần đời à, lại xỏ những chiếc bông tai cùng mà tức là đứng trên đính trên mặt đấy ạ à, hoặc là xăm mình hoặc là xăm khắp tay hay là lưng thì um, tôi muốn hỏi tiến sĩ là những đứa trẻ đó tại sao nó lại làm như vậy vì sao chúng lại làm như thế mà để khuyên để khuyên các bạn trẻ đó là như thế nào mà nếu một đứa ăn mặc như vậy Mà muốn cưới con gái của mình ấy, Thì mình có gả cho không? Câu hỏi đó có nhiều phần ở Trong đó có lẽ là Chút nữa tôi sẽ nhờ Quân Hỏi lại sau khi tôi trả lời Từng cái phần trước à, Cái thứ nhất đó là Tôi muốn hỏi Quân là Qua Hoa Kỳ đã được mấy năm? À, tôi là qua Hoa Kỳ Đã được gần 4 năm rồi Gần 4 năm Thì trong cái tuổi mà Bây giờ quân đang học college, à, thì thời gian mà quân học trung học bên đó đó, thì quân có mặc quần áo như vậy hay không? Um, theo hồi trước đó thì uh, theo theo hay là uh, xâm mình xâm mẩy uh, hay là sỏ lỗ tai lỗ mũi vân vân vậy không? Um, có một cái suy nghĩ của tôi rằng là À, phải bằng bạn, bằng bè. đó ừ. Thì uh, tôi đã từng có suy nghĩ là hay là sẽ đi xăm mình, ừ. hay là mình sẽ uh, bấm khuyên tai. Ừ. Thì thật sự là tôi cũng đã có những suy nghĩ như vậy. Okay. Thì Quân vừa đã đưa ra một cái lý do là muốn bằng bạn, bằng bè. Nhưng mà Quân có lại không làm là tại vì thật sự đây là vấn nạn. Tạm dùng cái chữ đó trong hòa kép rồi chúng ta sẽ thử thăm dò đó có thật sự là vấn nạn hay không. Nhìn từ phía phụ huynh đó thì đó có lẽ là một cái vấn nạn, nhưng mà chỉ xảy ra ở trong các nước tạm gọi là tự do. Còn dưới những cái thể chế mà không cho cái tự do biểu cảm qua cách biểu lộ qua cách ăn mặc này nọ thì có lẽ là không có vấn đề đó. Tôi còn nhớ là thời gian tôi đi học trung học, năm 1975 thì tôi là 13 tuổi. Mỗi lần mà tôi mặc cái quần ống rộng đó thì đi ra là cái khả năng mà bị cắt quần á là rất là rất là cao cái, cái nguy cơ thì đúng hơn thứ hai nữa là tóc dài đó tôi đã từng bị kêu vào không không ít lần và rất may là nhờ mình cũng miệng lưỡi cho nên thoát khỏi cái lưỡi kéo của các đội dân phòng hay là cơ đỏ này nọ vân vân thì cho nên chắc chắn là trong những cái xã hội như vậy không cần đặt ra vấn đề là con em chúng ta như có ăn mặc quá gì, tôi là dùng chữ một quá gì này phải nói là trong ngoặc kép hay không. Nếu mà một phụ huynh có quan tâm như vậy thì chỉ quý vị chỉ cần suy nghĩ lại đó là vào thời quý vị còn ở trung học đó cách ăn mặc của quý vị có khác cha mẹ quý vị hay không và các phụ huynh thời đó có cảm thấy thoải mái khi mà con em của mình ăn mặc như vậy không? Tôi còn nhớ à, là vào thập niên 70 đó thì thanh niên Sài Gòn có cái mốt bắt đầu là quần ống voi, quần loa còn gọi quần ống voi. Giống như cái chân voi nó tệ xuống và mặc áo sơ mi nghĩa là bó sát như vậy. Cho nên những người bụng bự như tôi lúc đó là chắc chắn là, là không thú vị cho lắm hoặc là các anh mà ốm quá thì cũng không thú vị cho nên thời đó phải đi tập là kiến càng hay là kiến gì đó hoặc là bây giờ cái từ gọi là đi tập thể hình đó thì mới cảm thấy thoải mái mặc cái áo đó. Thế gì? dĩ nhiên cái thế hệ trước đó sẽ không chịu đựng được cái cái việc mà ăn mặc nghĩa là kỳ dị như vậy, đó rồi bắt đầu dùng những cái từ tiếng lóng gọi uh, cha mẹ là ông bô bà bô <laughs> gọi vâng uh, rồi <laughs> có những cái từ mới xuất hiện như là xí soạn sẵn sẽ nghĩa là cái thế hệ trước nghe hoàn toàn không hiểu là con mình nói gì hoặc là đó gọi cha mẹ ông bố bà bố ông già bà già thế gì vậy, đó thì trước tiên để muốn tiếp cận được cái giới thanh thiếu niên tiếp cận tuổi trẻ chúng ta cần có một cái trí nhớ tốt một chút đó, là xem là thời trẻ chúng ta có cái nhu cầu đó không và chúng ta có thực sự đã làm điều đó hay không cho nên đôi khi người ta nghĩ rằng khi còn trẻ thì chúng ta theo đảng dân chủ liberal có những cái khuynh hướng cởi mở còn khi già chúng ta trở nên là Uh, conservative tức là bảo thủ nhưng mà đôi khi chính vì cái khuynh hướng mà đi vào bảo thủ như vậy chúng ta không thấy được là lúc trẻ chúng ta còn đi rất là liberal làm cha mẹ không vui rất là nhiều lần thì trước tiên đối với phía cha mẹ tôi mong muốn là nếu được quý vị hãy nhớ lại quá khứ và từ đó bắt đầu bằng cái sự cảm thông là chúng ta cũng có những cái thái độ đối với cha mẹ như vậy cũng có những cái cách ăn mặc như vậy đó. Trước tiên với cái thái đó vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy là không chấp nhận 100 phần thì ít ra chúng ta cũng có thể chấp nhận được hai ba chục phần hơn. Thay vì trước kia đó là không chấp nhận con cái mình ăn mặc như vậy. Cái điều thứ hai, bây giờ nói nguyên nhân tại sao một cái đứa trẻ làm như vậy. Khi đại quân có nói là muốn bằng bạn bằng bà. Dạ. Cái tuổi, nếu nói về gốc cho về tâm lý học chứ không phải chỉ là dùng common sense tức là những cái kiến thức thông thường để giải thích vấn đề này. Những cái đứa trẻ mà ở cái tuổi vị thành niên nó bước vào cái giai đoạn mà John Piaget, một cái nhà nghiên cứu tâm lý uh, về lứa tuổi, uh, tâm lý phát triển trong nước gọi là tâm lý lứa tuổi, nhận thấy rằng cái tuổi này, giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu khám phá thế giới bắt đầu định hình cái bản ngã bản sắc của mình đó và đồng thời cũng là cái giai đoạn có rất nhiều và giả thuyết đặt rất nhiều giả thuyết về chính mình và cho cuộc sống cho nên họ những cái đứa trẻ như vậy nó không đơn giản thấy rằng cuộc đời chỉ có trắng và đen cha mẹ là đúng còn những người khác là sai chẳng hạn nữa mà nó bắt đầu nó challenge nó thách thức đặt câu hỏi đối với tất cả vấn đề. Đó là cái điều mình đáng mừng tại cái kỹ năng đó, cái khả năng đó nó nâng cao cái hoạt động động của trí óc của những đứa trẻ lên một cái cấp cao hơn thay vì chỉ remembering, understanding, nhớ và hiểu, nó còn nâng lên cái khả năng phân tích, tổng hợp, đặt giả thuyết, ứng dụng, đánh giá và sáng tạo. Chính vì vậy một cái đứa trẻ mà mình kềm hãm không cho nó làm cái chuyện đó thì cái khả năng vào cái đại học Mỹ mà phấn đấu về thành công nó rất khó tại vì đứa trẻ sẽ không tập được cái vấn đề nghĩa là đưa ra những cái giả thuyết, đưa ra những cái lý luận mà chờ, từ đó đưa ra những cái phản bác, thí dụ vậy, cái khả năng biện luận. Thứ nhất là nó muốn bàn bạn 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 bà. bè. Thứ hai nữa đó là như tôi khi nói khi nãy, nó bắt đầu khẳng định để xây dựng cái bản sắc. Lúc trước con là con của cha mẹ tạo ra trong một cái mẫu. Bây giờ con muốn đập cái mẫu đó đi thử, thử thì ở ngoài có cái gì? ở ngoài sẽ có những cái uh, xã hội, sẽ có những cái người khác, sẽ có những lý tưởng khác, sẽ có những cái lý thuyết khác, cách ăn mặc khác. Con muốn thử nghiệm. Cho nên nhiều khi cha mẹ quá lo là cái giai đoạn này. Nó ăn mặc như vậy thì quá lo tưởng là sẽ là suốt đời nó sẽ ăn mặc như vậy. Nhưng mà đôi khi nó chỉ thử nghiệm xong 6 tháng, 3 tháng nó chán, nó thử nghiệm qua cái khác. Dạ, um, có khi nào mà tôi có một câu hỏi, có khi nào là thực sự cha mẹ nghĩ rằng cha mẹ quan tâm đến cái cái nhìn của người khác, đánh giá của người khác với gia đình mình nhiều hơn là cái sự khẳng định bản thân của đứa trẻ không ạ? điều đó rất là chính xác và có đó là cũng điều đáng buồn tức là như có một cái chương trình trước đây chúng ta đã làm là về vấn đề tự tin và tự ti người việt nam mình thú thật đó là tôi gặp khá nhiều người tôi không dám có một cái thống kê nào để mà nói chính xác nhưng mà khá nhiều người cái tự tin ẩn tàng với nhiều dạng khác nhau và với cái tự ti đó chúng ta thường nghĩ nhiều về những cái đánh giá của người khác đối với mình cho nên mình muốn chính bản thân mình cũng phải là ra vẻ mô phạm à, giàu cực giàu sang đối với con cái thì chúng ta lại cũng muốn là nó là nét na ngoan ngoãn để ít nhất thì khi chúng ta đi dự cái buổi bạc thi nào à, sau khi khoe nhẫn hột xoàn là khoe khoe chiếc Mercedes đi lái đang lái còn có dịp nói ồ con tôi đang vào Harvard hay là đang vào Stanford, cái chuyện vào Harvard hay vào Stanford học y hay học dự, học luật không có gì xấu cả. Đó, đó là một điều ráng mừng cho người việt của chúng ta và cho cái thế hệ mai sau của chúng ta điều rất cần nhưng cái thái độ dùng cái đó để mà khoe khoang để mà chứng tỏ là mình hơn người khác thì thái độ đó nó không giúp ích gì cho người đó kể cả cho những cái đứa trẻ vì nó bị một cái áp lực rất là kinh khủng và nói tới cái chuyện nó đua đòi thật sự cái từ là nó muốn thử nghiệm nó muốn khẳng định bản sắc xây xây dựng một cái bản sắc riêng cho nó và đồng thời nó cũng ở những cái đứa trẻ khác thì nó muốn bàn bạn bạn bè là tại vì nó sau khi thoát gia đình nó cần một cái tập hợp cần một cái nhóm khác để nó vào mình cũng là vào một cái nhóm bạn, vào một cái nhóm ở sở làm, thậm chí mình là chọn một cái nhóm tôn giáo theo một cái giáo phái nào đó hoặc theo là một cái nhóm thực hành thiền định nào đó, tất cả cái nhu cầu của người phải theo một cái nhóm nào đó hay là theo đội tuyển Anh, Liverpool hay là theo đội đá banh này, đội đá banh kia là cái nhu cầu muốn đồng hóa mình với một cái tập thể nào đó. Được. Thì cái đó là những cái sẽ dẫn cho những cái đứa trẻ. Tuy nhiên Được. cái vấn đề căn bản là đứa trẻ có trí tuệ và từ bi hay không? Trí tuệ và từ bi? Có lòng nói một cách đơn giản, nó có khả năng phán đoán tư duy sâu sắc nhận định vấn đề sâu sắc phân tích để hiểu và từ bi là nó có lòng thương người dạ. lòng bác ái lòng vị tha hay không và nó có kiên trì trong công việc hay không vâng. tạm gọi là thí dụ như trí tuệ ý chí và lòng tấm lòng nghĩa là vị tha dạ. nếu có ba cái đó sẽ giúp cho cái đứa trẻ vượt qua tất cả vâng cảm ơn tiến sĩ hy vọng rằng câu trả lời của tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã giải đáp một phần nào thắc mắc của quý khán giả. Uhm, tiến sĩ Tiến sĩ Lê Nguyên Phương có thể nói được một lời kết nào cho chương trình kỳ này không ạ? Là một người Á Châu và đồng thời là người Việt Nam thì phần nào chúng ta không tránh khỏi cái vấn đề đánh giá chính mình và đánh giá người khác ở cái bìa bề ngoài. À, nếu thời xưa nói thì khổng tử thì cái lẽ nó rất là quan trọng cái tương tác, cái thái độ cung kính của mình với người xung quanh cũng như là cái thái độ người xung quanh đối với mình đặt cái tương quan như vậy rất là quan trọng và đồng thời đặt trong một cái đẳng cấp cao thấp này nọ tùy theo già trẻ lớn bé để mà cư xử. Và khi chúng ta nhìn bề ngoài như vậy thì đôi khi chúng ta bỏ qua cái phần bên trong của một con người. Một đứa trẻ có thể ăn mặc rất là kỳ dị, ví dụ mặc theo kiểu goth toàn màu đen cả, à, hoặc là quần jean rách rưới áo lỗ lủng dơ giấy, à, có thể xâm mình, có thể sọ lỗ tai, sọ mũi, thậm chí sọ lưỡi cắt đôi cái lưỡi ra và sọ à, vào đó thì nhưng mà vấn đề là chúng ta cứ thử dành thời gian, dù đó là đứa con của mình hay là đứa con hàng xóm dành thời gian để tìm hiểu đứa trẻ nó như thế nào thật sự như khi ta, nãy tôi nói đó đứa trẻ có trí tuệ hay không có tấm lòng bác ái vị tha hay không và có ý chí nghị lực hay không có ý chí nghị lực đó thì ngay bây giờ nó vẫn còn nghèo nó vẫn còn thất bại và nhưng mà nó sẽ thành công trong tương lai với trí tuệ và nghị lực nếu với lòng từ bi vị tha đó thì nó sẽ là một cái người cha tốt hoặc là mẹ tốt ở trong gia đình đó là những cái đức tính mà chúng ta cần nuôi dưỡng nhiều hơn là nhìn trong cái giai đoạn thử nghiệm áo thử nghiệm quần của cái đứa trẻ cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình từ nhà đến trường kỳ này với chủ đề giải đáp thắc mắc của khán giả mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị gửi thư về địa chỉ từ nhà đến trường tv at gmail com xin hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.